Như Quỳnh, tôi mong Hồ Văn Cường chứng minh được đạo đức của mình. Còn là những cái gì bên trong của cuộc sống thì tôi nghĩ Hồ Văn Cường sẽ biết mình đang muốn gì, làm gì, nghĩ gì. Như Quỳnh chia sẻ, mới đây danh ca Như Quỳnh đã tổ chức buổi diễn ra mắt dự án âm nhạc mới cho năm 2025 sắp tới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó tâm điểm chính là Đài Nhạc Hội Người Tình và Quê Hương sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2025. Và tiếp sau đó là anh Bùng Yêu Anh Em Chẳng Còn Gì cho một đĩa thèn. Điều khiến mọi người chú ý nhất là sự xuất hiện của Hồ Văn Cường sau loạt ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung. Cũng là bạn thân của Như Quỳnh, ai cũng bất ngờ khi biết Như Quỳnh mời Hồ Văn Cường hát trong dự án sắp tới. Sau hàng loạt ồn ào cách đây vài năm trước với mẹ nuôi Phi Nhung và quyết định mời Hồ Văn Cường bất chấp nhiều dị nghị từ dư luận, Như Quỳnh cho biết: "Tôi hy vọng các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thoải mái làm nghề, không bị gò bó, áp đặt. Tôi cũng muốn các bạn trẻ có không gian phát triển tỏa sáng với tài năng của mình. Còn là những cái gì bên trong cuộc sống thì tôi nghĩ Hồ Văn Cường sẽ biết mình đang muốn làm gì. Tôi chỉ mong rằng ở sân chơi này Hồ Văn Cường sẽ tỏa sáng và chứng minh được tài năng của mình, hãy chứng minh cho khán giả, các fan của Cường thấy. Con là một đứa bé tài năng và có đạo đức, tôi mong Hồ Văn Cường chứng minh được đạo đức của mình." Về phần mình, Hồ Văn Cường chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì không bao giờ nghĩ được vinh hạnh hợp tác với cô Như Quỳnh. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc. Và nhân cơ hội này, tôi có thể học hỏi được nhiều từ các cô chú, anh chị đi trước, trau dồi với bản thân mình. Tôi sẵn sàng làm những điều từ trước tới giờ chưa từng làm cùng cô Như Quỳnh trong dự án lần này. Cô Như Quỳnh yêu cầu bất cứ điều gì tôi cũng đáp ứng. Tôi và Phi Nhung là những người đã quen biết nhau khá lâu, nhưng ít khi lên mạng xã hội thể hiện hay tương tác. Chúng tôi hiểu nhau, từng chờ nhau và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Trên bước đường sự nghiệp, chứ chúng tôi không bàn về chuyện đời tư hay những điều tế nhị. Đó là lý do mà tôi và Phi Nhung không nói về đời tư của nhau, nhưng thực tế chúng tôi đã tâm sự với nhau về rất nhiều, những mảnh đời chăn trở về công việc. Và ngay tại buổi họp báo này, tôi thấy nhớ lại người bạn của mình. Tôi đã từng muốn kết hợp với Phi Nhung hát Giấc Mơ Cánh Cỏ Số 2, nhưng chưa kịp làm. Tôi luôn muốn âm nhạc sẽ có sự dịu dàng, dễ thương, và xin đừng mang những điều tiêu cực vào trong những mối quan hệ của chúng tôi. Những người nghệ sĩ khi mà đã áp đặt thì sẽ rất khó để tự nhiên trình diễn. Chúng tôi chỉ muốn bình an làm nghề và được sống trọn vẹn trong vòng tay của quý khán giả."